Oh, cảm ơn Eden. Bạn hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời. Mọi người có biết tại sao không? Mọi người thử đoán xem. Okay, dự đoán của bạn. Các bạn nghĩ tại sao đúng không? Khoảng một giây nữa tôi sẽ kể cho mọi người. Tôi muốn cảm ơn Eden. Nhờ ủng hộ anh ấy, nhờ giúp đỡ của anh ấy. Mọi người có thấy rằng bạn là một người rất là, mặc dù là trẻ nhưng mà rất là có nhiều năng lượng. Tuy nhiên là chúng ta thu hút tất cả những đối tác trẻ vào hàng của chúng ta. Tin tức rằng là tốt rằng một cái tin chúng ta có cái cách để rút tiền của MoneyPay. Bây giờ ai cũng có thể thực hiện được và bạn có thể rút được tiền từ tài khoản thường của mình qua MoneyPay, qua hệ thống thanh toán. Tức là sao? Hiểu. Vậy các bạn hãy thông báo hoặc là hãy khuyên tất cả các đối tác của mình là để họ tối đa mọi người có thể tham gia xác thực được ở MoneyPay để mà có thể mọi người có thể cơ hội để mà rút tiền một cách tự do từ tài khoản thường qua hệ thống thanh toán. Mọi người đều biết rồi đấy, trong cộng đồng của chúng ta có 1.600.000 người, nói luôn tiếng Anh thì to chỉ thể có khoảng 40 người thôi. Vì vậy thì là ta hay làm tất cả những thứ có thể để mọi người có thể thông báo được cho các team của mình, các hệ thống của mình, và mời mọi người tham gia tại cái webinar này để không ai mất bất cứ cái gì cả, mất cơ hội. Đây không phải là tin cuối cùng đâu, tất cả các bạn ai mà biết và ai mà đã quen với tiền crypto, tiền mã hóa, mọi người có phương pháp rút tiền, mọi người có thể rút tiền qua Ethereum hoặc qua Litecoin, không có bất cứ một biện nào là chúng ta không có cái cơ hội nào để rút tiền. Công ty đã làm tất cả có thể để có thể mọi người cơ hội rút tiền bằng phương thức khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay thì tôi sẽ muốn nói, các bạn Eden sẽ giúp tôi tổ chức cái phần thứ nhất, anh sẽ kể về đầu tiên và sau đó thì tôi sẽ kết nối phần thứ hai. Đối với bạn thì tức thế này, thế nào, các bạn có hứng thú không, có thích không, nếu bạn thấy rút tiền, nếu mà có thì tôi muốn nhận được các cái dấu trái tim, hình trái tim của bạn ở chốc chát, hoặc là số 1, số 2, bất cứ số gì đó, các bạn hãy thể hiện cái cảm xúc của mình, cảm nhận của bạn sau khi tin tức này như thế nào, bạn hãy vào chat cho tôi. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Eden cảm ơn. Eden, bây giờ tôi sẽ chuyển lời nói cho anh hãy thể hiện cái con đường cái tiếp theo ạ cho các bạn. Thì chúng ta bắt đầu nào. Ta bắt đầu cái bước đầu tiên là vào trang website jtnet.ch, là cái trang của chúng ta. Mình có thể điền vào, sau đó bạn sẽ bắt đầu mở tài khoản của mình. Bước tiếp theo là mở tài khoản, bấm vào open account, mở tài khoản. Bên dưới đó là cái bước thứ hai. Ở đây thì có thể là rất quan trọng diễn ra, chúng ta đã nói cái này nhiều lần rồi. Trước tiên thì mọi người điền tên của mình, sau đó thì họ của mình, đó là cái ô tương ứng, sau đó thì mọi người điền địa chỉ của mail của mình, và mọi người phải thấy rằng tất cả địa chỉ ở đây nó sẽ trùng với các cái địa chỉ kết nối với tài khoản Everidge của bạn, và tất cả những thứ gì mà chúng ta có ở Everidge nó phải có mối liên kết, và tất cả mọi thứ nó phải đồng bộ hóa, được thống nhất, và tất cả những cái điểm thưởng mà mọi người kiếm được các tài khoản cá nhân Everidge của mình, nên nó có thể chuyển được một cách dễ dàng vào hệ thống MoneyPay. Đây là một cái cửa ô thống nhất hiện mọi người có thể sử dụng các phương pháp khác nhau, từ tiền mã hóa rồi là tiền pháp định để mà có thể thực hiện các cái giao dịch của mình. Cái bước tiếp theo là rất đơn giản, đấy là password. Nó phải bao gồm ít nhất một hình chữ hoa, một số và một cái ký hiệu đặc biệt, và nó ít nhất là phải bao gồm 7 ký hiệu, và nó không nhất thiết phải trùng hợp với password của tài khoản cá nhân của bạn ở IP đâu, à ở Everidge đâu. Bước thứ tư là phải điền hai ô ở dưới các cái ô này. Bạn đã hơn 18 tuổi, vô bao nhiêu pay bạn phải, thì cái tuổi của bạn nó 18 tuổi. Thế là 18 tuổi có những các cái lý do nhất định tại sao dành cho những người bị thanh niên là không thuộc phù hợp. Và chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng xác nhận là mọi người không phải là máy tự động, và tất cả cái này là đều có tính pháp luật, và bạn xác nhận rằng tất cả những các cái thông tin của mọi người là nó thực sự là đúng sự thật, trung thực. Tức là nếu bạn muốn ký tài khoản thì bạn phải thể hiện là bạn là người tuân thủ pháp luật. Phát tiếp theo. Đấy, mọi thứ đều đơn giản thôi. Chúng ta bấm vào biết là tạo tài khoản. Và trên mọi người sẽ thấy cái ô. Và cái tài khoản của mọi người là nó chưa xác thực. Và hiệu lực thì mọi người hãy xác thực cái tài khoản của mình. Cái việc này thì là hôm nay phiên học hôm nay sẽ liên quan cái bước thứ hai. Chúng ta sẽ bấm một cái nút xanh là vào cái hồ sơ của mình để tới bước tiếp theo. Và ở đây thì
cũng muốn nhấn mạnh người rằng cái bước thứ ba, viết vào ghi email ghi bên dưới, và đây nó có thể cần thiết để mọi người liên hệ với các cái trung tâm hỗ trợ khách hàng, info@bookingpay.sh. mọi người hãy ghi vào đó, ghi vào đâu đó thì nó có thể là mọi người sẽ cần thiết nó để sử dụng tiếp theo dành cho mục tiêu của webinar hôm nay. Mỗi lần khi mà mọi người thấy cái nút màu xanh thì đó là dấu hiệu là mọi người phải có những cái biện pháp nhất định, tức là cái thời gian để mà bạn phải làm cái gì đó. Cái điều thứ nhất là cái nút thứ nhất ấy, mà tôi chuẩn bị các cái, tôi chuẩn bị cái slide này, tôi không hề nghĩ rằng là trong ở Úc chúng ta có thể sử dụng được các cái tiền franc Thụy Sĩ. Thì cái bước này thì mọi người phải chọn các cái tiền tệ mà mọi người mong muốn, franc hoặc là euro hoặc là đô la hoặc là có thể các cái tiền tệ khác. Nhưng có cũng như pay có ba phương thức: euro, đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Bây giờ slide tiếp theo, ở đây thì mọi người phải xác nhận cái email của mình. Ngoài tiền tệ ra thì mọi người phải đi các bước tiếp theo. Mọi người sẽ thấy xác thực xác nhận email của bạn. Slide tiếp theo, các bạn muốn vào cái lúc này, bạn sẽ được email qua 12 phút nữa, và các bạn phải kiểm tra để nó không bị vào spam cái hòm thư rác của bạn này. Và bạn hãy update lại hai cái hòm thư đó, và nếu mà bạn nhận được cái mail từ qua cũng như Pay, các bạn sẽ bấm cái nút màu xanh đó. Thì như nó nhắc là bạn phải làm điều đó để mà có thể nó còn lần nữa, nếu mà vì lý do nào đó thì bạn không nhận được vào email của mình, để mà có thể qua được một cách thành công thì mọi người sẽ nhận cái mail vào mail của mình. Và đấy thì nói rằng mọi người sẽ chúc mừng là bạn đã tức là người ta lời chào bạn ở Google Nhân Pay và bạn nhận được cái tài về nó. Các bạn bấm cái nút xanh vào nó để có thể kết thúc kiểm tra địa chỉ mail. Mọi người bấm vào đó thôi, hoặc là mọi người copy nó và cho vào cái ô của trình duyệt. Sau khi đó mọi người sẽ vào được cái trang tiếp theo, slide tiếp theo. Rồi, chúng tôi đã qua một bước rồi. Bây giờ thì bước tiếp theo đó là chúng ta phải xác thực hoặc là xác nhận số điện thoại. Đó là một cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo, quy trình xác nhận điện thoại của bạn. Để cho mọi người thấy tôi có chỉ các cái tin thiết thực dành cho Úc. Nhưng nếu bạn không phải là công dân người Úc, thì bạn có mà bạn dùng nước khác thì thông dữ liệu của bạn là dữ liệu khác. Bạn phải làm gì? Bạn phải chọn nước của mình và đối diện nó, thì bạn sẽ thấy xuất hiện cái cờ đất nước của bạn. Đồng thời là quan trọng là bạn phải chỉ số điện thoại của bạn đúng dạng, tức là tế từ cốt mã cốt nước, tức là 61 trong trường hợp tôi, trong trường hợp Úc này, thì ô này bạn phải điền đầy đủ bao gồm cả cốt nước ở Úc chẳng hạn, dành cho những các cái cộng đồng tại nước thì chúng tôi có thể biết đúng muốn. Thì đối với Google Pay thì mọi người hãy chỉ số điện thoại tại quốc tế ạ. Theo ạ, sau khi mọi người bấm vào cái nút đấy, mọi người đã qua xác nhận qua cái điện thoại rồi, mọi người có thể nhận được các cái tin nhắn tương ứng mà người ta viết là số điện thoại của bạn đã được đưa vào rồi, và đương nhiên là sẽ được giới thiệu địa chỉ IP của bạn và cái thời gian mà điện thoại của bạn đã được xác thực, tức là điều đó thật sự tuyệt vời. Và điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể khởi một bước nữa để quá trình xác thực tuyệt vời. Bây giờ thì tôi sẽ đưa cho anh Marshall hẹn gặp anh sớm. Tuyệt vời, cảm ơn Eden, anh là rất là dễ hiểu. Các bạn hãy viết dấu cộng vào chat nếu mà tất cả những thứ gì mà Eden kể thực sự là dễ hiểu. Mọi người hiểu tất cả, mọi người hiểu tất cả, nhưng mọi người không hiểu cái gì, cái gì đó không rõ ràng thì anh viết dấu trừ vào chat vậy. Tuyệt vời. Eden, anh có thấy không, đối tác của chúng ta bảo là mọi thứ đều rất là dễ hiểu. Và bây giờ thì tôi sẽ nói về cái thông tin xác thực, cái nơi mà rất nhiều người hay làm có những cái lỗi, cái gì đó sai, và những cái có thể là tiềm ẩn những cái lỗi khác nữa. Chúng ta sẽ xem cái cách chi tiết các tiếp theo từng bước một. Thì cái bước thứ ba, hoàn qua tất cả các bước, lúc đó thì các bạn mới xác thực được. Tức là để mà khi mà bạn bấm vào cái nút xác nhận các cái thông tin cá nhân, thì trước khi các bạn bấm vào nút đó bắt đầu xác nhận, thì cần thiết là để có hai thứ hoạt động. Tất nhiên là bạn có, đấy là webcam của bạn là mà nó hoạt động hoàn toàn bình thường và tốt. Nó là dùng di động thì tức là trên điện thoại của bạn thì có camera tốt. Nếu mà trên tính thì là đấy liên quan tới vi tính. Và đồng thời quan trọng nhất là bạn tức là bạn thể lấy cái giấy xác thực ngay trong tay của bạn. Bạn được có bước qua cái giai đoạn đó
và được có mất tập trung trong việc tìm kiếm giấy tờ của mình, cái hệ thống sẽ mất lại bạn. Vậy quan trọng là giấy tờ của bạn ngay trước mặt bạn, khi mà bạn có hai cái thứ đó nó sẵn sàng, một chúng ta sẽ bấm nút bắt đầu xác thực, bắt đầu kiểm tra. Thì em nói trước kia đấy, từ lúc nút xanh nào đó thì có nghĩa là bạn phải làm cái điều gì đó, ít nhất là bạn bấm vào nó. Và chúng ta bấm vào cái nút đó bắt đầu xác thực thì chúng ta sẽ qua room tiếp theo. Cái tiếp theo mọi người sẽ vào đây, vào đây thì mọi người thấy rất là tập trung, mọi người có thể thấy là mọi người rất là trẻ, anh thể hiện chúng ta phải làm cái gì, mọi thứ rất đơn giản, thì hãy theo các hướng dẫn được viết bằng chữ màu đỏ, mọi người có vội vàng, mọi người sẽ có khoảng 10 giây, không quá 10 giây thôi để mà có thể quay đầu và hướng đúng. Mọi người thậm chí là có tự đếm 1 2 3, sau đó quay đầu hướng bên phải 1 2 3, sau lại quay đầu sang chéo 1 2 3, và sau đó thì chúng ta thế những thứ gì trước mặt mình rất là đơn giản thôi. Và người này thì họ cũng thể hiện là để thực hiện như thế nào, mọi người có hiểu không? Và khi mọi người sẵn sàng thì mọi người bấm vào cái nút đó và bắt đầu ghi video. Khi mà video bắt đầu ghi âm thì mọi người sẽ thấy cái thời gian nó trôi chảy trôi như nào, cách tính như thế nào từ giai đoạn đầu. Thế tức là mọi người phải tìm được thông tin, sau đó thì mới tìm được dự án, dẫn mọi người chuyển tiền nước. Và các bạn phải tải cái giấy tờ mà bạn chọn đấy, cái nước mà đưa cho bạn giấy tờ chẳng hạn như là tất cả giấy tờ được đưa cho Colombia thì họ sẽ được, tức là không quan trọng bạn sống ở đâu đâu. Đấy là cái nhất mà đưa cho bạn cái giấy chứng minh thư chẳng hạn, và trong cái danh sách này bạn có thể chọn được và chọn cái nước tương ứng. Số 2 có thể chỉ được là cái văn bản nào đó, có thể là giấy lái xe, hộ chiếu, hoặc là đại đa số nước cần thiết phải có hộ chiếu thì ép, còn nếu các bạn thì không có thì hãy đừng có ngại, vì chúng tôi đã bắt đầu sản xuất trên bao bì rồi. Tốt nhất là bạn tải lên các cái địa chỉ đúng của bạn, sau đó thì còn hơn là bạn thời gian này người ta từ chối bạn. Và trước khi các bạn bắt đầu quá trình này thì xin mời UBC, hãy quan tâm tới việc nhận chiếu, các cái giấy tương tự, sau đó thì mọi người còn muốn vào đó và sau đó xác nhận các cái hồ sơ của mình. Bây giờ phát tiếp theo đó là cái lúc mà người ta sẽ xin các bạn làm bức tranh. Văn bản của bạn có hai phương thức, tức là làm thật chỉ văn bản trên camera mà bạn đã cầm trong tay, bạn cầm, nhưng quan trọng nhất là phải cái ánh sáng nó phải tốt từ mặt lưng để tất cả các thông tin nó nhìn được rõ ràng, không có cái hiệu ứng sáng nào cả, để không bị các cái loang. Nếu các bạn thấy văn bản nó có những cái loang các thứ văn bản khó nhìn thấy thì mọi người hãy biết là làm lại lần nữa hoặc bấm vào đấy, hoặc là cái thứ nữa thì là bạn có thể tải các cái giấy tờ đã scan rồi và bạn có trên cái tính, các bạn có cái phương án đấy ở bên dưới bên cái trang nó tải ảnh lên, hoặc là chúng ta làm cái một cách trực tiếp, hoặc là chúng ta tải lên cái văn bản trước đây, sau đó là tiếp theo ở đây thể hiện cái ở đây có cái nút là giấy tờ đã tải rồi và nó sẽ xuất hiện cái phương án này. Nhưng ở đây thì điều gì quan trọng, nếu bạn tải các cái giấy tờ mà bây giờ đã có văn bản này, tất cả tất cả những thứ gì mà bạn thấy, tất cả những cái người thử sản phẩm QS thấy cái bức tranh nó không được rõ ràng lắm, người thấy bên dưới bên phía trái cái nút đấy repeat lại, tức là chúng ta tải lại văn bản. Nếu mọi người thấy chính mình và mọi người thấy rằng cái bức tranh đó không được rõ ràng lắm thì các cái nhân viên của vật kiểm tra QC thì họ cũng đã bắt đầu phân vân, và những người đó họ cũng đang thực hiện các cái quy trình xác thực, vì vậy là họ có thể từ chối được. Vì vậy là chúng ta hãy hạn chế các cái rối vì việc bạn không qua được xác thực. Và sau khi các bạn làm về chất lượng, mọi người sẽ bấm vào cái nút gửi để xác thực cuối cùng, xác tiếp theo. Bây giờ thì bạn cần phải xác nhận cái thông tin cá nhân của mình mà nó khớp với những cái tài liệu mà bạn đã tải lên. Tôi đã từng gặp những cái trường hợp khi mà một người chỉ đã có vợ rồi hoặc là lấy có chồng rồi, và họ đưa cái giấy tờ mà nộp lên ấy thì cái họ là đã đổi, sau khi lấy chồng đã đổi họ, ví dụ như thế, hoặc là sau khi mà ly dị rồi, hay là một cái trường hợp là tương tự thì khi mà cái họ tên của họ thay đổi và chúng ta lại đưa cái họ của mình thời điểm hiện tại hoặc là thời điểm trước khi lấy chồng, thì hai cái họ lúc đấy nó khác nhau, lúc mà trước và lúc sau lúc lấy chồng họ khác nhau, thì chúng ta phải làm thế nào để cái thông tin nó phải cùng giống như nhau, chứ không phải là mỗi thông tin lại một kiểu. Trong trường hợp mà chúng ta có được một cái giấy tờ khác có họ mới rồi,
chúng ta phải nộp cái giấy tờ của họ mới đấy và chúng ta tiếp tục việc làm, đúng không ạ? Nếu mà không thì là người ta nói là tôi đã đưa cái tài liệu lên rồi, mọi cái đều ok hết cả. Thế nhưng mà khi mà cái người kiểm tra họ thấy là cái thông tin đấy tên họ không giống nhau, thế là họ sẽ từ chối. Tương tự như vậy là khi chúng ta xác nhận địa chỉ thì cũng có trường hợp như vậy. Thì tôi hy vọng là cái này là các bạn nghe và các bạn hiểu và các bạn sẽ không lặp về những cái lỗi lầm này nữa. Nếu chẳng may mà các bạn quên gì hay là bỏ qua cái gì đấy thì các bạn đưa thêm cái họ tên hay là cái ngày tháng năm sinh chẳng hạn, giống như trong hộ chiếu ấy. Thì chúng ta đưa cái quốc tịch, chúng ta phải chọn cái nước mà bạn đang là quốc tịch của nước, đang là có quốc tịch của nước đấy. Ví dụ như là trong cái hộ chiếu mà nó của bạn ghi như nào thì các bạn sẽ phải viết cho nó đúng như thế. Và chúng ta đưa cái thời hạn hộ chiếu giống như là trong giấy tờ, trong đấy có những cái giấy tờ, những cái thời hạn rất là cụ thể đấy. Nhưng mà một số giấy tờ thì nó không ghi rõ là thời hạn đến bao giờ. Thế như các bạn phải làm như nào, các bạn phải có hộ chiếu, bởi vì trong hộ chiếu thì luôn luôn có cái thời hạn, và sau khi mà chúng ta đã làm xong cái đấy rồi chúng ta mới bấm nút đi tiếp. Chúng ta có những cái trường hợp mà người ta cứ nghĩ là hệ thống không cho tôi đi tiếp, không, cái nút không tiếp theo không thể nào sáng lên được, không thể lúc nào nó cũng xám xám, nó không xanh lên được. Đó là bởi vì sao? Đó là bởi vì thông tin mà mình đưa ra thì nó không chuẩn. Hệ thống giúp các bạn là các bạn chưa làm được thì nó chưa cho bạn đi tiếp thôi. Và cái nút tiếp theo nó không sáng lên, nó không màu xanh là nước biển, thì tức là các bạn còn thiếu một cái gì đấy. Hoặc là các bạn đã viết cái tên của mình không chính xác, hay là ngày tháng năm sinh không chuẩn. Cho nên là các bạn phải hết sức chú ý xem tất cả những cái chi tiết này. Và sau khi mà các bạn làm đúng được rồi thì cái nút này nó sẽ biến thành màu xanh, và sau đó thì chúng ta có thể bấm vào cái nút xanh đó để đi tiếp. Và sau khi các bạn đã bấm cái nút đấy rồi thì các bạn phải xác nhận cái địa chỉ của mình. Ok không ạ? Các bạn nhớ là điều này rất là quan trọng nhé. Các bạn đưa cái địa chỉ nào ở đấy thì nó phải là cái địa chỉ mà bạn đưa ra ở trên cái giấy tờ mà nó xác nhận cái địa chỉ này. Tôi không thể, tức là tôi rất là khó để đánh lại. Mình không phải biết hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc này. Các bạn phải nhớ chắc chắn là cái giấy tờ mà các bạn đưa lên để xác thực thì nó phải có cái địa chỉ giống như cái địa chỉ mà bạn khai báo ở trên trang này. Ví dụ như là cái bạn đưa cái giấy tiền điện, tiền nước chẳng hạn để chứng minh là bạn sống ở cái địa điểm này đấy. Thì cái địa chỉ nó phải đúng là cái địa chỉ mà các bạn đưa lên trên mạng. Nó phải đúng từng chữ một luôn. Sau đó chúng ta đưa địa chỉ vào, chúng ta ghi địa chỉ vào. Ta ghi tên thành phố, địa chỉ postcode hoặc zip code gì đấy. Thì là nó có, các bạn ghi vào đấy. Và sau đó thì các bạn ghi tên nước, nước mà các bạn đang sinh sống. Lưu ý nhá, là nước sinh sống nó có thể khác với cái nước mà bạn sinh ra nhá. Bởi vì là các bạn có thể là có quốc tịch một nước nhưng mà sinh sống ở nước khác chẳng hạn. Vậy thì các bạn phải đưa cái địa chỉ của mình lên, bởi vì là cái địa chỉ tiền điện đến nước thì nó sẽ là ở cái nước mà các bạn sinh sống mà, chứ không phải là nơi mà các bạn sinh ra. Nên khi mà các bạn xác định là đã điền đúng rồi thì các bạn bấm nút đi tiếp, tiếng Anh là next ấy, và nó màu xanh ra thì các bạn sẽ đi tiếp. Đây các bạn nhìn ở trên hình này. Thì đấy là hầu như là tất cả những cái gì mà chúng liên quan đến phần nhân thân. Thì tiếp theo là tôi sẽ chuyển lời lại cho anh Aiden để anh ấy hướng dẫn các bạn về phần điền form để xác nhận nhân thân. Chúng ta sẽ quay trở lại về địa chỉ sau. Ok, xin cảm ơn. Vậy thì xin mọi người hãy cho tôi chút phản hồi nhé. Xem là mọi người đã rõ những cái gì mà chúng tôi giải thích, các bạn đã rõ chưa nhỉ? Anh Sean giải thích thì các bạn đã thấy rõ chưa? Thế thì trong lúc đấy thì tôi sẽ nói với các bạn là trong cái khóa, cái buổi trước ấy, thì mọi người ai cũng cảm ơn là đã rõ ra rồi. Thế thì phần trước thì là chúng ta đã nói về việc là chúng ta được nhận nhà nước nhận dạng mình như thế nào, tức là việc cái cách mà họ xác minh nhân thân của mình ấy, và cái nguyên tắc thì nó cũng giống như là các nhà kiểm tra, những người kiểm tra KYC, tức là người kiểm tra cái khách hàng ấy, thì là họ cũng phải kiểm tra theo cái hướng đấy. Và tất cả những phần còn lại thì nó đơn giản hơn, nó chỉ tích vào thôi. Và mọi cái đã xong hết rồi. Thế thì chúng ta xem cái slide tiếp theo nào. Ở đây chúng ta nói về cái form để xác minh nhân thân. Thì chúng ta đã từng có một cái form mà chúng ta đã từng điền khi chúng ta xác định nhân thân của mình. Cũng có những cái yêu cầu standard như vậy thôi, tiêu chuẩn như vậy thôi. Chúng ta ghi họ tên, chúng ta ghi họ tên hiện nay. Và cái họ tên mà cái người xác minh họ sẽ phải xem ấy. Thì các bạn có thể ghi cái họ cũ hoặc thời con gái cũng được. Ví dụ như là các bạn đã thay đổi họ của mình thì mình cũng có thể viết vào đấy. Nếu mà mình là có họ khác thì mình sẽ viết vào đấy.
Thế thì chúng ta sẽ có tất cả các cái tên, chúng ta đã từng có những cái tên nào thì chúng ta sẽ ghi vào. Sau đó thì đến một cái trường rất là dài, đó là số của các bạn, để có thể là số hộ chiếu hay là số mà đang ở trên cái thẻ ID, thẻ căn cước của bạn. Có rất là nhiều cách, có rất là nhiều cách thức để chúng ta đưa cái số đấy vào, chúng ta ghi vào đấy. Ví dụ như trong trường của tôi ở Úc ấy, thì là chúng tôi sử dụng cái số số giấy phép lái xe mà tôi đã đưa lên cái slide trước ấy, thì chúng ta cũng ghi liền ở đấy là ghi ngày tháng năm sinh, nơi sinh, và nhất định là chúng ta phải chắc chắn là chúng ta đưa theo đúng cái format, theo đúng mà người ta yêu cầu nhá. Ở đây nó có bốn cái YX, xong rồi AM, 2D. Thế thì chúng ta phải ghi là đầu tiên là năm, Y tức là năm, bốn chữ đầu tiên là năm, hai chữ tiếp theo là tháng, sau đó mới đến ngày. Tức là chúng ta phải ghi ví dụ như là 1990 07 15 chẳng hạn. Đấy thì chúng ta phải ghi theo cái format đấy. Nếu mà không các bạn không ghi sai thì nó sẽ không nhận dạng ra đâu. Chúng ta sẽ ghi rõ ra là nơi sinh, năm sinh và nơi sinh, giống như trong hộ chiếu hoặc là trong cái đấy thì đơn giản rồi. Ok, ở đây thì chúng ta ghi cái địa chỉ hiện nay của chúng ta, địa chỉ đang sinh sống hiện nay, nó phải trùng khớp với cái địa chỉ mà các bạn sẽ đem ra để xác nhận cái địa chỉ của mình. Thì ở đây thì chúng ta không cần, không có thể không nói thêm được cái gì khác cả. Nhiều người họ chưa đăng ký được bởi vì cái lý do này, tức là họ đưa ra một cái giấy tờ chứng minh là một cái địa chỉ A, thế nhưng mà họ lại khai một cái địa chỉ B, thế thì nó sẽ không phù hợp, nó không trùng khớp, thì nên là người ta không thể xác nhận cho các bạn được. Cho nên là các bạn phải nhớ là khi chúng ta cung cấp giấy tờ để chứng minh thì nó phải khớp với những cái thông tin mà chúng ta khai báo ở trên trang. Và tất nhiên là nếu như mà chúng ta có một vài cái phương án để chúng ta làm, thế nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để chúng ta được xác minh, được xác nhận, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ ghi cái địa chỉ khác sau, chúng ta có thể thay đổi sau. Ví dụ như là để nhận thư chẳng hạn thì chúng ta sẽ ghi cái đấy sau. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Nếu như các bạn tích vào đấy thì hệ thống sẽ đề nghị các bạn là phải đưa ra cái địa chỉ. Nó sẽ có một cái trường mới và các bạn sẽ có thể đưa cái địa chỉ mà nó không phù hợp với cái địa chỉ hiện nay của bạn chẳng hạn, để các bạn nhận thư đấy. Thì các bạn sẽ đổi cái địa chỉ sau. Thế thì ở đây chúng tôi cũng đề nghị là các bạn hãy ghi nhớ và phải lưu ý khi mà chúng ta điền cái phần này trong cái quá trình xác minh đấy, thì nó rất là quan trọng, thì nó phải phù hợp với tất cả những cái giấy tờ mà các bạn đã đưa lên từ trước đến nay, tức là đất nước hoặc là quốc tịch thì chúng ta ghi trên hộ chiếu, chúng ta bắt buộc phải làm cho đúng rồi. Thì có những trường hợp mà có hai quốc tịch, nhưng mà ở cái ô thứ hai ấy, các bạn nhìn xem nếu như cái đấy liên quan đến các bạn thì các bạn phải ghi cả quốc tịch thứ hai nữa. Thế thì phần tiếp theo nó người ta sẽ hỏi các bạn là đưa ra các cái thông tin liên lạc. Các bạn đưa cái thông tin mà các bạn đã đưa ngay từ đầu khi mà các bạn xác thực email ở trên địa chỉ điện thoại, và các bạn phải xác định là để nó phải phù hợp, nó phải trùng khớp với những cái thông tin mà mình đã khai báo từ đầu. Và sau đó thì chúng ta có thể đi sang slide tiếp theo. Ok, thì ở đây thì tôi sẽ nhường lời lại cho anh Marshall, bởi vì đây là cái phần rất là quan trọng mà anh ấy sẽ giải thích cho các bạn tốt hơn tôi rất là nhiều. Nên xin mời anh Marshall. Ok, anh Aidan, cảm ơn anh Aidan. Anh đã giải thích khá là rõ ràng cái phần trước rồi. Cái phần này thì rất là quan trọng. Nhiều người họ bị mắc ở cái chỗ này. Thế thì có thể là các bạn không phải là một chính khách, các bạn không có cái việc gì liên quan đến chính trị cả. Thế nhưng biết đâu thì là một người họ hàng, bố mẹ, bạn bè, anh em gì đấy của bạn làm chính trị chẳng hạn, chồng hay vợ, bạn trai. Thế thì hoặc là người chồng mà bạn sống cùng không đăng ký đấy, thì tất cả những người đấy nếu mà họ làm, họ có liên quan gì đến những người có liên quan đến bạn mà họ làm chính trị thì các bạn phải ghi chữ có. Nếu không thì cái người mà họ đăng ký thì họ biết hết đấy, họ không không trốn được đâu, họ có được cái thông tin này hết, có rất là nhiều cái cơ sở dữ liệu. Và đây không phải là cái người công ty bên trong công ty chúng ta, mà đấy là một công ty thứ ba mà họ thực hiện cái nhiệm vụ là xác minh, thì họ có cái nguyên tắc quốc tế mà họ bắt buộc phải theo, và họ không bao giờ làm theo ai cả. Đó là một cái công ty bên ngoài nhé các bạn nhé, tôi nhắc lại, họ có một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn, tất cả những cái người chính khách họ đều có hết tên tất cả những chính khách. Còn nếu như mà các bạn là không khai đầy đủ nhưng mà họ vẫn có thể biết được, thì biết đâu có thể bạn tên của bạn lại trùng tên với một nhà chính khách nào đấy nổi tiếng chẳng hạn, thế thì tên của bạn sẽ bị nổi lên trong cái hệ thống này là bạn là chính khách. Có thể bạn không phải là
chính khách đâu, bạn chỉ là người trùng tên thôi. Nhưng mà thế thì các bạn phải giải thích lại cho bên đấy là tôi chỉ là người trùng tên thôi. Thì phần cuối thì chúng ta có cái phần comment ấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta ghi vào đấy là toàn bộ cái thông tin tối đa mà các bạn có thể cung cấp được. Nếu như họ nhìn thấy không hiểu, họ xem cái comment của mình và sợ họ hiểu là à đúng rồi, ông này là trùng tên thôi chứ không phải là người làm chính trị chẳng hạn, thế thì lúc đấy thì họ sẽ hiểu được. Thế thì những cái gì mà khác lạ thì các bạn nên comment vào đấy để người ta biết được. Thế thì tốt nhất là các bạn hãy bấm, tất nhiên là có điều kiện thì các bạn sẽ ghi không là tốt nhất. Còn nhưng mà nếu như các bạn là đi có là các bạn là chính khách thì các bạn sẽ không thể nào đi tết được cái phần xác minh này, bởi vì là nếu như mà tôi là chính khách mà tôi lại ghi những không mà người ta nhận ra tôi thì hệ thống sẽ biết ngay là mình là ai và sau đó sẽ cấm hoàn toàn trọn đời luôn. Cho nên là tốt nhất là các bạn nói trước luôn đi, sẽ nhận từ trước thì sau đó chúng ta sẽ giải thích luôn là đấy tôi là trùng tên thôi. Thế thì người ta sẽ xử lý cái trường hợp của bạn riêng, người ta sẽ nói là ôi đây tất cả những cái này bị trùng, người nói là à ok chấp nhận hoặc là không từ chối. Nhưng mà nếu như các bạn bị từ chối thì thay vì việc là các bạn cứ gửi lại cái giấy tờ như cũ thì các bạn đừng gửi nữa, các bạn sẽ xem lại xem là các bạn bị nhầm ở đâu, chỗ nào mình khai chưa được. Chúng ta phải xem, tìm hiểu xem rõ ràng xem là vấn đề là ở chỗ nào, có thể viết được cho bộ phận hỗ trợ xem là mình, người ta sẽ chỉ cho mình xem là mình bị sai ở đâu để họ, để mình có thể đưa ra cái thông tin chính xác. Chứ các bạn đừng đưa vội, đã sai một lần rồi các bạn đừng có đưa đi đưa lại thì các bạn bị spam và các bạn sẽ bị khóa luôn ở trên. Cho nên là chúng ta phải nhớ là chúng ta nên là chỗ mặt chính khách chúng ta nên là ghi là không. Nhưng nếu mà các bạn là thật sự có làm chính trị thì các bạn nhớ phải bị có, bởi vì là ở dưới người ta ghi là tôi xác nhận, tôi cam kết là cái thông tin về việc chính làm chính trị này là chính xác. Nên nếu các bạn đã ghi là có rồi, nếu các bạn nói dối thì là các bạn sẽ bị, có thể là sẽ người ta sẽ nghi ngờ. Thế cho nên là các bạn phải đưa cái thông tin một cách trung thực nhất có thể. Và các bạn nhớ comment nữa, rõ ràng ra nữa để mọi người biết. Nếu không thì các bạn sẽ bị không được bị cấm vĩnh viễn nữa. Tại vì là Global Pass họ phải bảo vệ cái uy tín của họ, không thể chấp nhận bừa được. Bởi vì nếu không bị kiện, nếu mà chúng ta bị kiện ra tòa thì là họ sẽ bị chúng ta kiện lại, cho nên là họ sẽ rất là cẩn thận và họ không dám làm lung tung. Thế thì các bạn hãy cố gắng trung thực nhất có thể. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập quốc gia để chúng ta nộp thuế. Ở đây ý là gì? Các bạn là công dân nước Anh nhưng mà đang làm việc ở Dubai, và giấy phép của bạn thì là ở Dubai, nơi bạn ở cũng là Dubai. Ở đây thì bạn sẽ viết đất nước để mục tiêu nộp khai thuế. Ví dụ như là bạn nộp thuế ở Dubai không quan trọng, bạn cứ biết là Dubai thôi mặc dù bạn sống ở Anh, thì tại cái đất nước bạn đang sống là Dubai, nó không phải là nước bạn sinh ra, thế là nước bạn ở để nộp thuế. Và mã số thuế mỗi nước thì nó có cách gọi khác nhau, đó là mã số thuế cá nhân rồi là mã số thuế doanh nghiệp vân vân. Bạn hãy điền vào, nếu bạn không có thì bạn chỉ biết là không có và cái ô số 2, thì các bạn sẽ giải thích tại sao lại không có. Thì ở Mỹ thì gọi là pin, tin ở Mỹ thì gọi là pin. Ở bất cứ nước nào cũng có cái tên riêng, nó có những cái ký hiệu khác nhau. Một số đó thì là MIP, ở Anh thì là UT, đó là cái số thuế đặc biệt. Ở đâu thì là chỉ là số thuế cá nhân thôi, nói chung bạn cứ điền vào thôi. Nếu không có thì là biết là không, và bạn giải thích là tại sao là không có. Nếu bạn không biết là không có số thì hãy viết lý do tại sao là bạn không có cái số đó. Điều này rất là quan trọng. Bạn không biết comment, không bình luận, không giải thích thì người ta sẽ chắc là từ chối. Sau đó bạn điền A hoặc BC, bạn có phải là công dân của người Mỹ không hay là không phải. Nếu bạn là không phải là công dân Mỹ thì bạn chọn C. Nếu mà có thì bạn có thể biết là tôi sinh ra ở Mỹ hoặc là tôi sinh ra trên lãnh thổ Mỹ nhưng hiện tại thì tôi không phải là công dân Mỹ nữa. Cũng có cái phương án vậy, mọi người có thể đọc cụ thể hơn. Sau đó thì chọn cái phương án mà nó thiết thực đối với bạn. Mọi thứ rất là đơn giản. Sách tiếp theo ở đây thì có một cái điều quan trọng nữa. Ở đây thì bạn phải chỉ thông tin về cái nguồn thu nhập tiền của bạn. Cái này thì làm đến với mục tiêu chống chống rửa tiền ạ. Họ muốn biết cái nguồn gốc chính của bạn, tức là họ muốn biết nguồn gốc tiền là nó là nguồn gốc sạch chứ không phải là cái hành vi bất hợp pháp. Vì vậy là chúng ta sao? Cũng chúng ta có cái thành viên KYC, tức là chúng ta có, tức là họ sẽ xác thực cái tài khoản
bạn, và sau đó những bộ phận là chúng rửa tiền thì họ phải biết là tiền của bạn sạch. Bạn nếu mà nhận từ lương thì bạn phải biết được lương, nếu mà bạn là người đi làm thuê hoặc là nếu mà tự doanh bạn sẽ biết vào, chẳng hạn như là bạn đang làm việc với Everich, bạn là người làm tự doanh, với tất cả chúng ta là những các đại lý thì là chúng ta đều là những người tự doanh, chúng ta không phải là nhân viên của Everich. Và bên phía phải thì mọi người có, bên phía trái nhé, còn bên phía phải thì chúng ta có về thông tin liên quan tới các cái nghề nghiệp của bạn, cái chức vụ. Nếu mà bạn biết là chẳng hạn như là bạn là người đi làm thuê, bạn nhận 50.000 đô la một tháng, thì thực ra nó sẽ có những cái nghi ngờ nhất định đó, thì lương trung bình thường là thấp hơn. Bên phía phải mọi người sẽ chọn thông tin, bên phía phải chúng ta có thông tin, bên phía trái mà thông tin bạn là phụ trách hoặc là không phải, bạn tự doanh hoặc là không tự doanh hay như nào, là bạn sẽ chọn. Nếu mà bạn chọn lương bên phía trái thì bên phía phải mọi người sẽ biết là đã thực hiện. Nếu mà bên phía phải trái thì bên phải bạn không có trong này thì bạn sẽ biết cụ thể là nghề nghiệp khác bạn là gì. Và tiếp theo ạ, tiêu bạn mở tài khoản, hệ thống muốn biết tại sao bạn lại mở tài khoản này. Khi bạn đi ngân hàng thì bạn mở tài khoản thì người ngân hàng cũng sẽ hỏi là bạn mở tài khoản với mục tiêu gì, muốn nhận lương hoặc là bạn muốn nhận ở các mục tiêu nào đó khác. Bạn phải cũng phải được giải thích ở đây, vì chúng ta cũng theo các cái tuân thủ theo các cái luật ngân hàng. Theo tôi ý, thì nếu mà bạn chọn rằng đấy là chi tiêu cá nhân hoặc là chi tiêu cho gia đình, và đấy là cái chi tiêu mà dễ có thể phê duyệt nhất. Và bên phải là cái tài khoản ngân hàng khác, họ biết là họ muốn biết là ngoài ngân hàng này thì các bạn còn có tài khoản ngân hàng khác à không. Chẳng hạn như là bạn có tài khoản ngân hàng Anh thì bạn có thể điền tên ngân hàng ở đây, và slide tiếp theo thì bạn sẽ thấy nó liên hệ, mối liên hệ như nào. Họ chỉ cần tên ngân hàng thôi, họ không cần phải mã SWIFT hay là cái gì gì đâu, họ chỉ cần tên ngân hàng. Nó khác, nếu mà chọn bạn có mấy tài khoản thì bạn có thể cho thêm một ngân hàng nữa ở dưới. Thì quan trọng là bạn hãy lưu ý cái ô mà biết là họ biết lý do mở tài khoản, mặc dù là họ đã biết bảo mình ở gần ở trên rồi, mọi người biết thêm bạn có tài khoản này làm gì. Thì tôi khuyên là mở tài khoản để chi tiêu, chi phí gia đình, chi phí nhà cửa, chi phí cá nhân. Slide tiếp theo, ở đây thì mọi người sẽ thấy người ta đang hỏi bạn là tiền là sẽ từ từ đâu, từ nước nào, từ cái pháp nhân nào. Bên phía phải rồi toàn bên trái nhé, và bên phía phải người ta sẽ hỏi là nếu các bạn rút tiền thì rút tiền nó sẽ rút đâu. Bên trái thì chúng ta sẽ nói là cái nguồn gốc tiền, tức là tiền nó sẽ đổ vào ấy, nó vào từ đâu, từ ngân hàng nào, từ nước nào, và Google Nhân Pay, và bạn sẽ chọn cái thứ phù hợp với bạn. Nếu mà châu Âu thì bạn sẽ chọn châu Âu, Liên minh châu Âu. Nếu mà New Zealand thì bạn sẽ đặt vào cái bên dưới ạ. À, đi ở dưới sao biết được New Zealand, nếu mà đấy là nước Mỹ nào đó thì biết vào đó. Mà Thụy Sĩ thì ở đây có các nước Liên minh châu, là bạn điền nước nào và cái nước mà sẽ được chuyển đi đâu. Ví dụ như là bạn nhận được tiền tài khoản ở Google Nhân Pay, chẳng hạn như là bạn rút từ Everbridge và bạn muốn rút vào thẻ của mình, hoặc là một chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình, cái nước mà bạn sống. Vì vậy điều rất là quan trọng ở đây, chọn nước của bạn là Thụy Sĩ hoặc là ES, và nếu nó không trùng hợp thì chọn nước khác, đấy là phương án thứ ba. Vì vậy các bạn thì hiện đưa điền vào thì hệ thống sẽ có biết là bạn sẽ chuyển đây, chuyển vào đây và không có chuyển ra kia, nên nó không có bất cứ các cái cuộc gọi nào đó nghi ngờ sẽ có xuất hiện. Thì mục tiêu là bạn có dự kiến dịch vụ hay không thì bạn có thể điền hết ra là đổi tiền tệ này, rồi là để thanh toán tiền này, mã hóa này, đấy là cái phần thứ ba, cứ cho hết vào đi. Là cái doanh số hàng tháng thì chúng ta đừng có nói quá nhá. Tôi nghĩ ta chọn hai phương án, từ 1.000 đến 5.000, rồi từ 10.000 đến 50.000, thường là doanh số trung bình của một người. Ta chọn một cái gì đó đó, chúng ta không cần phải làm cái gì đó đặc biệt lắm, độc đáo lắm. Hệ thống sẽ hỏi thêm thông tin. Bước tiếp theo sẽ hỏi số tiền thì là cái đặt cọc của bạn, tài khoản là gì, nó có hơn 15.000 euro không. Tất cả gì mà hơn 15.000 euro mọi người phải qua theo các cái xác thực bổ sung để có nguồn tiền, để chống đối cái việc rửa tiền ạ. Chẳng hạn như là thường xuyên không được, không thanh toán được cho việc gì đó, nếu mà số tiền nó đó là hơn 15.000 đô la, nó cũng là logic ở đây, có cái ở đây thôi. Vậy chúng ta đừng có viết hơn 15.000 euro trong trường hợp còn lại thì người ta sẽ đòi hỏi bạn phải giải trình. Và tiếp theo ạ, ở đây hình như là lặp lại slide tiếp theo nữa này. Ở đây bạn sẽ xác nhận bạn là người dùng cuối cùng sở hữu tài khoản, và bạn
hành động từ tên của mình, đó là cái pháp lý mà pháp nhân chắc chắn bạn phải ký thủ, tức là bạn ký tên bạn, nếu mà có thì có, thì nếu không bạn, nhưng mà ai đó mà điền phong hộ bạn tức là không, chẳng hạn như là bạn có những cái hạn chế nào đó về mặt thể lực, tôi không muốn có sự phân biệt, có thể là có ai đó giúp bạn điền chẳng hạn, nhưng mà bạn phải viện điểm vào đó và bạn giải thích tại sao lại vậy, lúc đó thì không, người ta sẽ không gọi bạn trách nhiệm là bạn không điền thông tin. Thế vậy thì bạn điền cái ô là bạn xác nhận tất cả các thông tin của bạn chuẩn, sau bạn biết là submit đó, một xác nhận. Sau khi bạn đã bổ sung hết giấy tờ rồi, hồ sơ rồi, thì chúng ta sẽ tới ở đây, ở cái giai đoạn này rất là quan trọng. Tôi cũng đã nghe rất nhiều ở cái phàn nàn và nhận email mà mọi người nói với tôi rằng tôi cố gắng điền form nhưng nó không cho phép tôi gọi gửi cái form đó. Các bạn là một người mà bây giờ nghe thấy tôi, một số người khi viết cái số gửi thì người ta nghĩ là biển cả rồi, nhưng không phải như vậy đâu. Mà không, mà không qua được cái giai đoạn này, mọi người chưa giới thiệu được chưa nộp hồ sơ của mình đâu. Vì vậy họ muốn để hệ thống ở đây bạn qua cái giai đoạn thứ hai như vậy. Cái này mọi người sẽ viết là hãy điền cái code xác thực hai số, code và một code xác thực 6 số, và nhiều một số người nhận được qua mail cái xác thực này. Nó không diễn ra cách tự động ngay và luôn đâu. Nếu mọi người chẳng hạn như là bạn muốn nhận được cái code này, mã này, bạn bấm vào cái nút đòi hỏi mã này qua email, thì lúc đó thì nó mới vào được, nó gửi được. Thì sau đó bạn điền 6 số và sau đó thì bạn mới có thể gửi được, nộp được hồ sơ thành công. Rồi để nhận được code thì mọi người phải mã được, thì bạn phải yêu cầu bấm vào cái đó thì nó mới gửi được, chứ nó tự dưng nó không gửi đâu. Sau đó thì bạn có thể mail, bạn sẽ nhận được cái mã email, thì mà bạn đã đăng ký với hệ thống, trong hệ thống bạn copy xong bạn đưa đưa vào cái ô bé bé đó, và sau đó bấm cứ submit, submit là gửi đó. Thế bạn xem nhá, đây này, điền cái mã vào cái ô đó, và sau đó thì mọi người bấm vào submit là gửi đó. Và tôi nhắc lại giá nào để nhận được mã, mọi người viết ra cái ô 4A nhá, đấy là viết đấy, request code email, tức là yêu cầu mã qua email, và mã sẽ gửi cho các bạn qua mail. Rồi sau đó mọi người mở mail và copy vào đây và điền vào đây, tại sao mọi người bấm vào cái nút 4C gửi, và đó là form bạn gửi cuối cùng. Thế là slide tiếp theo, khi mà các bạn đã giới thiệu cái form rồi thì bạn thấy đối diện form tài khoản cá nhân có cái câu processing là đang xử lý, tức là 1, 2 đã xác thực rồi này, thì thứ 3, thứ 4 thì đang trong quá trình xác thực. Bạn đã làm tất cả những thứ gì mà phụ thuộc vào bạn rồi. Thế giờ thì chúng ta tới trang xác nhận địa chỉ nào. Slide tiếp theo. Ta sẽ bấm vào nút file. Thì các bạn cho tôi xin cái slide tiếp theo đã. Để chúng ta xác nhận cái địa chỉ của mình, chúng ta sẽ bấm vào cái nút nhấp chuột vào cái nút gửi file để xác nhận địa chỉ. Và sau đó chúng ta sẽ mở được cái trang như này. Loại giấy tờ để chứng minh địa chỉ. Chỗ này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và đọc rất là chăm chú nhé. Ở đấy nó viết cái gì. Rất là nhiều khi mọi người viết cho tôi là ôi tôi không có tài khoản trả thanh toán tiền điện nước. Ở đây thì không cần thiết, chưa chắc là cần phải là tiền điện nước. Có thể là xin một cái xác nhận ngân hàng cũng được. Hoặc là chúng ta có thể đưa ra bất cứ một cái giấy tờ nào mà do nhà nước, cơ quan nhà nước, cơ quan chính quyền mà trên đấy có ghi cái địa chỉ mà nơi bạn sinh sống. Ví dụ như các bạn có thể có cái thẻ tạm trú mà có địa chỉ thì cũng được, các bạn có thể đưa cái giấy tờ đấy ra được. Thì không chỉ là giấy tờ điện nước hay là cái gì khác đâu. Các bạn có thể chọn các loại giấy tờ khác cũng được. Mọi người cứ hay nói là ở nước tôi thì ở trên tài khoản ở điện nước thì là gửi tên địa chỉ của chồng tôi hay vợ tôi chẳng hạn, hoặc là người cho thuê nhà cũng được. Ok, nếu như các bạn có cái tài khoản của ngân hàng thì cũng được, thì nó sẽ không gửi cho chủ thuê nhà của bạn chứ đúng không. Các bạn có tài khoản ngân hàng thì nó cũng không phải là tài khoản của chồng bạn chứ đúng không. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể lấy những cái giấy tờ đấy để xác minh địa chỉ của mình, và chúng ta phải nhớ là nó phải có tên của bạn ở trên trên giấy tờ chứng minh ý, là tên của các bạn, không phải tên của người yêu, bạn trai hay cô bạn gái đâu, hay là số của con bố mẹ gì đấy cũng không được, phải là đúng tên của cái người mà sang khách đăng khai thì mới được, không thể nào khác được. Nếu mà không thì hệ thống nó sao mà biết được bạn là cái người đấy hay không, bạn có ở cái địa chỉ đấy không, đúng không? Các bạn hình dung không ạ? Cái điều này rất là quan trọng nhá. Ở đây chúng ta phải làm những gì? Chúng ta phải có thể tải có bằng hai cách, hoặc là chúng ta kéo thả, chúng ta kéo thả cái trang ở cái ô của mình mà chúng ta thả vào đấy, hoặc là chúng hệ thống sẽ tóm lấy, hoặc là chúng ta sẽ tải từ máy tính lên, chúng ta nói là chúng ta tải file lên,
chúng ta tìm địa chỉ ở trên máy tính và sau đó là chúng ta tải nó lên. Thế thì tất cả những cái giấy tờ mà các bạn đưa lên ấy thì nó phải được trong vòng mới được phát hành, mới được cấp trong vòng mấy tháng gần đây, 3 tháng gần đây. Nếu mà nó có hạn từ năm ngoái rồi chẳng hạn, hay là hạn từ tháng trước rồi thì không được. Thì các bạn phải đáp ứng được cái thời hạn là trong vòng 3 tháng gần đây, không phải là 6 tháng, không phải 4 tháng, mà phải là 3 tháng thôi. Cho nên là trên đấy phải có địa chỉ, phải có tên này. Cái địa chỉ đó trùng hợp khớp với cái địa chỉ mà chúng ta đã khai báo từ trước nhá. Và sau đó thì nó phải được cấp trong vòng 3 tháng gần đây. Cái điều đấy là rất điều rất quan trọng nên các bạn phải nhớ nhá. Ngay sau khi mà chúng ta đã tải cái giấy tờ này rồi, thì nếu như mà các bạn đưa một cái địa chỉ để xác nhận, một cái giấy tờ mà để xác minh địa chỉ, nếu như mà nó được cấp từ 6 tháng trước rồi, thì các bạn thấy là ở đây có một cái ô là ghi thêm comment. Ở bên dưới thì các bạn cũng có thể ghi là cái comment của mình là ở nước tôi, nơi tôi sinh sống, thì các bạn có thể nói là đây là thẻ tạm trú của tôi, nó được cấp từ năm này năm kia chẳng hạn thế, nhưng mà nó được cấp 6 tháng trước rồi, thì các bạn có thể ghi comment vào đấy. Thì tất nhiên là cái người xác minh họ có thể từ chối, nhưng mà chúng ta có tài khoản ngân hàng, thì nếu mà tài khoản ngân hàng chung với cả hai vợ chồng chẳng hạn, thì chúng ta không có cái cách nào khác, không có một cái phương án nào khác, giấy tờ nào khác, mà chỉ có mỗi cái là giấy tờ này thôi. Thế thì các bạn cũng có thể đưa cái giấy tờ đấy lên, và sau các bạn sẽ nói trong cái comment là các bạn ghi rõ là đây, tôi chỉ có cái tài khoản này thôi, tất cả những gì mà tôi đã có ở đây thì tôi có cái tài khoản mang cái tôi với cho chồng tôi, hai người cùng đúng tên chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ comment thật nhiều thật rõ vào. Thế thì cái người mà xác minh ấy, cái cán bộ xác minh họ sẽ hiểu là đây là cái tài khoản này là tài khoản duy nhất mà họ có, thế thì có thể là họ sẽ xem xét và sẽ cho phép, bởi vì trên đây cũng có là con người mà, họ không phải là robot, họ vẫn đọc những cái giấy tờ mà họ có thể hiểu được và thông cảm. Sau khi mà chúng ta đã nộp hết lên rồi, chúng ta có một cái nút gửi tin, gửi dữ liệu, thế là nó màu xanh rồi. Còn nếu như mà nó vẫn không xanh lên mà nó vẫn chỉ mãi trắng xám thế thôi, thì có nghĩa là giấy tờ chưa được chuẩn, hoặc là file nó quá lớn, cái đấy cũng có thể, hoặc là cái format của cái loại giấy tờ thì nó không phải JPEG, không phải là PDF, mà nó phải là cái giấy tờ khác thì không được. Cho nên là các bạn phải chắc chắn là cái giấy tờ này của bạn là giấy tờ là bản gốc được scan đấy, nói là phải là scan PDF hoặc là JPEG. Tôi thấy có rất là nhiều trường hợp mà mọi người đưa lấy cái giấy tờ gốc, sau đó họ bắt đầu thay đổi, sửa đổi và Photoshop rồi đấy, thì hệ thống họ sẽ phát hiện ra ngay. Cho nên là chúng ta chỉ lấy chiếu bản gốc thôi và xong chúng ta gửi thôi, chúng ta không can thiệp bất cứ một tí nào vào cái hình ảnh cả. Nếu như các bạn thấy là nút mẫu màu xanh thì có nghĩa là giấy tờ khi nó màu xanh tức là có thể gửi đi rồi, còn nếu mà nó màu xám tức là chúng ta vẫn còn thiếu một cái gì đấy, hoặc là cái giấy tờ này nó quá lớn, cho nên là chúng ta phải xác định là chúng ta làm tất cả để chuẩn rồi thì mới được. Chúng ta có rất nhiều đối tác mà gặp phải cái tình huống như vậy, rồi họ không hiểu tại sao là mình lại không thể là xác nhận được, lý do chính là thế. Đôi khi mà cái nút đến màu xanh rồi, chúng ta có thể submit detail, tức là chúng ta gửi cái tin tức đấy lên. Khi mà chúng ta nộp giấy tờ thì không có ai, cái slide này sai rồi nhá, tôi nói lại, tôi sẽ cái slide tiếp theo cái vừa rồi thì là cái slide này nó bị lẫn lộn, cái thứ tự nó bị sai hết cả rồi. Thế các bạn thấy là trong cái giấy tờ tài hoặc là đang xử lý hoặc là đang chờ xác nhận ở trên cái slide trước ấy. Nếu như mà chúng ta xem cái slide trước ấy, thì ở đấy chúng tôi đã cố gắng cho các bạn thấy là slide trước này, các bạn xem. Các bạn quay lại tất cả các thứ ngôn ngữ, quay lại cái slide giống slide của Nga vậy. Chúng ta muốn là nó cái gì? Tôi nói là cái cách mà chúng ta có thể tìm được cái địa chỉ ID của người dùng. Cái ID này rất là quan trọng bởi vì nó sẽ cần thiết cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là khi chúng ta chuyển tiền từ một tài khoản này sang tài khoản khác của người dùng này sang người dùng khác, để chúng ta phân biệt theo ID mà, theo người dùng theo ID mà. Và hoặc là khi mà chúng ta đề nghị xác hỗ trợ kỹ thuật ấy, thì chúng ta cũng phải ghi ra cái địa chỉ, cái ID của mình thì người ta mới biết bạn là ai để người ta hỗ trợ bạn nó nhanh hơn. Cho nên là ở bên dưới cái tên của mình thì các bạn sẽ thấy ở đấy, trên cái menu mở ra ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái ID thẻ người dùng của mình, ID người dùng của mình. Đó là cách mà chúng ta có thể xác nhận được bản thân, xác minh được. Tôi đã cố gắng là nén trong vòng khoảng độ 27 phút, thì bây giờ chúng ta chỉ còn đến phần hỏi đáp và nói chung là chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những cái webinar này theo mỗi tuần. Và tôi nghĩ là mọi người sẽ bắt đầu dần dần hiểu rõ hơn. Và nếu như có câu hỏi nào thì hãy đừng viết vào chat, hãy viết được cái phần hỏi đáp ấy, phần Q&A ấy. Chúng ta sẽ có 5 phút để trả lời các câu hỏi của các bạn.
chúng ta hãy quay trở lại với cái slide trước. Thì tôi muốn nhắc mọi người một cái điều này. Mọi người quay lại giúp tôi cái slide trước với được không? Đây trước ạ. Đây cái này được rồi. Ok. Ở đây cái ID người dùng ở Global Unit Pay, ở trong cái nút ở cái phần Average thì chúng ta cũng có thể thấy được cái ID của mình, ID người dùng ấy ở, và chúng ta cần phải có cái thông tin này, thông tin tư nhân để họ có thể xác nhận được mình nếu như chúng ta ở Global Unit Pay hoặc là Average. Và bây giờ thì chúng ta đến phần hỏi đáp hội đồng vì chuyển crypto, phá hoa hồng chuyển crypto và là bao nhiêu, và có loại crypto nào được sử dụng, có cái bảo hiểm nào không, trên thế giới bảo hiểm nào trên thế giới không. Câu hỏi đầu tiên này, tôi trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Nói về cái hoa hồng ấy thì trước hết là các bạn trả hoa hồng mạng lưới cho tất cả những gì mà các bạn gửi ở trong hòm thư, ở trong tài khoản cá nhân của chúng ta. Tôi nghĩ là 6% hay gì đấy, là khi mà chúng ta gửi một cái khoản tiền đi mình sẽ thấy cái mức phí, thì tôi nghĩ là khoảng độ 6%. Thứ hai là loại ví, thế nên là nóng hay là lạnh, ví nóng hay ví lạnh. Ở Global Unit Pay thì đây là ví nóng, 100% là ví nóng bởi vì nó là online. Thế nhưng nó đã được bảo hiểm, và khi mà chúng ta có thể để tài sản của chúng ta trên đấy thì nó được đảm bảo rất là an toàn. Thì có lẽ là anh Valentin Sakonyakov sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn tôi. Thế nhưng mà cái ví ở Global Unit Pay này đó là cái ví nóng, không phải ví lạnh nhé. Và câu hỏi này là câu hỏi từ người ở phòng ở Hindu, là người đấy hỏi là nếu như có ai đó đưa ra cái địa chỉ số điện thoại sai thì có thể thay đổi như thế nào, có thể sửa đổi như nào. Nếu như các bạn đã gửi email mà anh Aiden đã đưa cho xem từ lúc đầu ấy, chúng ta ghi rõ ID cá nhân của chúng ta mà chúng ta đã điền từ đầu, và chúng ta sẽ gửi cho họ cái số điện thoại mới mà chúng ta muốn đổi, muốn dùng cái số điện thoại mới. Thế thì họ sẽ giúp chúng ta, bộ phận hỗ trợ sẽ giúp chúng ta để đổi số điện thoại cho chúng ta. Cái câu này chúng ta trả lời rồi. Khi nào thì cái tài khoản bị khóa sẽ được mở lại? Cái vấn đề nó là ở cái chỗ là tại sao nó bị khóa, mình phải biết được trước. Nếu như mà cái tài khoản này bị khóa thì các bạn hãy gửi đề nghị hỗ trợ đến team hỗ trợ, và các bạn ghi rõ ID của mình. Các bạn thấy không? Lần nào chúng ta làm cái gì cũng cần phải có ID cả. Chúng ta phải ghi nhớ cái ID người dùng của mình, ngay cả khi nó không cần thiết, để hỗ trợ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Thì tất cả chúng ta là phải hiểu xem là tại sao chúng ta bị khóa, thì bộ phận hỗ trợ họ mới có thể hỏi một số cái thông tin cụ thể từ cái người mà xác minh ấy, bởi vì là các bạn mà làm phụ trách pháp lý thì họ không phải là bộ phận hỗ trợ. Bộ phận hỗ trợ thì nó là cái điểm đầu tiên trong việc khách hàng với cả những cái người mà xác minh họ sử dụng. Tức là họ có được cái dữ liệu của các bạn, họ muốn biết tại sao tài khoản của bạn lại bị khóa. Và như vậy thì họ sẽ có được cái thông tin mà mình cần để mình họ cung cấp cho mình. Nếu như có cái hạn chế gì về số tiền crypto mà chúng ta có thể được nhận hay là không? Không có cái giới hạn gì cả. Nếu như cái số tổng thì lên hơn 50.000 thì chúng ta sẽ phải có cái giấy tờ chứng từ để chứng minh cái nguồn thu nhập của chúng ta. Hệ thống sẽ đề nghị chúng ta là xác nhận để chúng ta tránh rửa tiền đấy. Thì hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp cái nguồn tài chính để chúng ta lấy đâu ra nguồn để tiền. Nếu chúng ta nói về average thì chúng ta nói là đấy là 3.000 một tuần, chúng ta có thể rút 3.000 một tuần. Global Unit Pay thì không có hạn chế gì cả. Có cái thông tin là những người quan tâm đến chính trị là như thế nào, có thể đó có thể là đối tác của bạn hay bạn bè của bạn. Nếu chúng ta xem cái form này kỹ, xem cái phần nội dung văn bản thì các bạn sẽ hiểu được ngay thế nào là một cái người hoạt động chính trị. Khi chúng ta có thể chuyển UNSDU từ sang Global Unit Pay, cái này thì là phải trong thời gian ngắn nhất ấy, sẽ phải có cái chức năng này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một số cái stablecoin khác, USDC, USDU. Chúng ta đã có USDU, USDC rồi, trong Global Unit Pay đã có USDU rồi, và chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ thêm nốt mấy thứ thôi. Và còn một câu hỏi từ chị Yulia phòng tiếng Pháp hỏi như này: nếu như chúng tôi có giấy chứng từ để xác nhận là địa chỉ mà không phải là ngân hàng thì có được không? Tôi nghĩ là cái này chúng ta đã nói rồi cơ mà nhỉ. Cái đấy liên quan đến việc đưa cái thông tin chính xác. Chúng ta có thể có cái địa chỉ và chứng từ nó lại khác nhau thì không được, họ khác với hộ chiếu thì chúng ta phải có cách.
Tức là như nào, các bạn ấy, mọi người sẽ hỏi các bạn giới thiệu, đưa ra cái địa chỉ mới của mình và các bạn đưa cái chụp chụp ảnh ngược, chụp ảnh selfie đấy. Ta phải làm nào để phải nhìn thấy cái người mà muốn thay đổi cái địa chỉ. Chúng ta phải thấy là đúng là cái người này đứng cầm cái giấy đấy chụp ảnh thì người ta mới biết là cái người thật và họ biết là họ đưa cái giấy tờ mới lên. Khi mà chúng ta, khi nào chúng ta có thể nhận thẻ Global Unit Pay, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện thôi. Các bạn đang chờ một chút, chúng tôi đang thử nghiệm một số loại thẻ. Nhưng mà vì lý thuyết ngân hàng, hạn chế của ngân hàng thì chỉ có các nước Euro thì chúng tôi mới có thể phát hành thẻ được. Chúng ta bắt đầu từ châu Âu và sau đó thì có lẽ sẽ có thêm những cái hướng khác nữa cho các nước khác nữa. Nhưng cái đấy phải sau. Có người hỏi như thế này, nếu chúng ta là... Nếu bạn không có nguồn thu, bạn kiếm tiền đó là có nguồn thu nhập rồi. Ví dụ như có thể là ai đó cho đó bạn tiền đó hoặc là cho bạn vay mượn. Tiền nó không rơi từ trên trời xuống đâu. Luôn luôn sẽ có cái nguồn gốc tiền nếu mà bạn là sinh viên và làm việc ở British, đó cũng là kinh doanh của bạn, đó cũng là nguồn thu nhập. Bạn như là doanh nhân tự doanh, bạn nhận các cái phí hoa hồng từ trong việc thúc đẩy công ty British, đó là nguồn thu nhập. Tất cả các cái số tiền bạn phải mà bạn có thì bạn phải xác nhận cái nguồn gốc của bạn. Có thể là ai cho bạn cái nguồn tiền đó, không phải là nguồn đi làm thuê đâu, đấy là bất cứ điều gì có thể diễn ra được, bất cứ nguồn ở đâu cũng được. Chúng tôi có nhận email rồi, gửi email rồi mà không có điều gì diễn ra, không vào được Unitex một tháng rồi. Bạn ơi, liên quan tới Global Union Pay, tôi chỉ nói về các cái Global Union Pay thôi chứ không nói về Unitex. Đấy, liên quan tới cái tài khoản của bạn ở Global Union Pay hay là như nào, tôi không thể nói cái gì được với bạn, nhưng chúng tôi có thể khuyên được gửi yêu cầu vào trung tâm hỗ trợ khách hàng. Chúng ta chỉ nói về xác thực với Global Union Pay thôi. Chứ ở Indy họ bảo là tài khoản của tôi chưa được xác thực vì cái lý lịch tư pháp không được tốt, có lý tư pháp rồi ạ. Nếu mà nhân viên xác thực, họ không phụ thuộc với chúng ta, họ hoàn toàn không biết là bạn là người làm quân đội hay là làm cái gì đó, họ không biết cái gì cả, không biết về tình trạng của bạn nữa, của họ không quan tâm đâu. Nhưng cái gì quan trọng khi mà họ yêu cầu cái câu hỏi đó thì có những phân vân nào đó, các cái nghi ngờ nào đó, thì mọi người hãy nhớ rằng cái giấy xác nhận nó không phải là người ta đang muốn đổ tội bạn là bạn làm tội phạm đâu. Bạn có nghĩ như vậy mà bạn đi tìm việc làm, ít nhất là bạn làm trong cái lĩnh vực nhạy cảm ấy, nơi mà có khả năng là bị rủi ro mất thông tin ấy, thì bạn sẽ ký xác nhận thông tin hợp đồng nhất định. Thì một số người là họ kiểu như là họ rất là kiểu như là thất vọng khi bị hỏi câu hỏi là tôi có những cái lý lịch tư pháp gì không, tôi có những cái vấn đề gì pháp lý không. Không phải các bạn có thất vọng, đó chỉ là họ hỏi để biết một thông tin cụ thể hơn thôi. Bạn chỉ thấy cái cộng bộ công an hoặc là bất cứ cơ quan nào đó cung cấp các bạn giấy tờ đó và bạn họ sẽ viết cho bạn là bạn không có bất cứ vấn đề gì về pháp luật. Và đấy là hết, đấy là những thứ gì mà họ cần, một cái giấy tờ văn bản chính thức. Họ cũng không muốn đổ tội gì cho bạn được. Nếu bạn muốn qua quá trình xác thực thì bạn cấp thông tin đó thôi. Nếu bạn bực riêng phải giấu giếm thì hãy xin các cái văn bản đó, lý lịch tư pháp ý, đừng có sợ cái gì. Nếu người ta đòi hỏi từ bạn thì họ không phải là muốn bạn là người có tội phạm gì đâu, hoặc là bạn là người cứ vấn đề gì pháp luật. Đó chỉ là quá trình rất là bình thường, nhưng mà họ có những cái phân vân nào đó thôi. Thì đó là chúng ta theo tuân thủ pháp luật của Thụy Sĩ về họ, nên là họ có những cái yêu cầu nhất định và nó thực sự là cũng rất là khắt khe. Vì vậy cái chúng tôi cũng nhận chọn là pháp của Thụy Sĩ như là một cái phương án, thì họ có những cái kiểm tra rất là một cách rất là nghiêm ngặt. Chúng tôi rất muốn không có cái gì điều gì đó diễn ra tồi tệ ở trong tương lai, vì đối với chúng tôi thì chúng tôi muốn làm nhận được các cái giấy phép ngân hàng lâu dài, thì không có cái gì đó bị ảnh hưởng tới uy tín của chúng ta. Tất cả chúng ta là đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu, chúng ta phải cần bảo vệ nó. Vì vậy là đừng có mọi người đừng có thất vọng và đừng có lại giận dỗi khi mà người ta yêu cầu đó. Cái người mà hỏi bạn đây là cái gì thì tôi đã giải thích rồi, ta có thể nhận được cái văn bản đó ở đâu, có thể là đó là công an hoặc là bộ phận nào đó địa phương. Mọi người hãy hỏi ở đâu và mọi người hãy nhận cái văn bản đó, và sau đó thì hãy nộp lên. Có một câu hỏi nữa, nếu mà chúng tôi không có các cái văn bản tương tự, hay là cái việc thanh toán tiền điện nước chẳng hạn, có những các cái dịch vụ tương tự như vậy, thì nếu bạn không có những cái văn bản như vậy để hóa đơn mà không xác thực được địa chỉ thì bạn không thể qua được xác thực. Tức là các bạn phải tìm các cái văn bản, các cái giấy tờ tương tự như vậy. Tôi liên quan tới cái hộ chiếu, tôi cũng biết là một số nước có thể không sử dụng, thế nhưng có thể tìm được các cái phương pháp, tức là chúng ta xuất cái quy trình đó và bạn có thể nộp hồ sơ để nhận được các cái giấy tờ đó.
không phải là cái giấy tờ mà không phải là cái giấy tờ mà khó tìm được, thì các bạn phải tìm được các phương án nào đó, không phải là thứ mà chúng tôi yêu cầu. Average cho tài khoản cá nhân, kể cả API, đó là một cái đơn vị rất là dễ đăng ký tài khoản. Còn Google API, Google Pass đó không phải là một cái quy trình dễ dàng, vì chúng ta phải tuân thủ các cái luật ngân hàng của nước khác. Đó không phải là lý do, đó không phải là vấn đề chúng tôi thì chúng tôi đã xác thực rồi, nhưng mà để mà cái là để tránh các cái vấn đề ở tương lai, vì không tôi chúng tôi không muốn phải đối mặt với các cái vấn đề đấy trong tương lai. Là tôi nghĩ các bạn cũng vậy, nếu chúng tôi chuyển từ tiền tài khoản thường average tới Google Pay, khi mà bạn rút tiền tôi nghĩ rằng khoảng mất 3 ngày để Google Pay có thể nhận được tiền. Khi mà bạn nhận được cái invoice, tôi tưởng như là cái yêu cầu thanh toán này ạ, ủy nhiệm chi ạ, thì ở đây thì có nói là nó được thành thích nó được ra ngày nào, nó thiết kế vào ngày nào, thì cái dự kiến ngày thanh toán là khoảng 3 ngày. Và cái tài khoản của Google Pay, tài khoản quan tâm các bạn cũng sẽ nhận được, và sau đó thì mọi người sẽ gửi được vào tài khoản của mình. Tôi có vấn đề một chút thì email ID nó đăng ký ở Google Pay, còn login thì nó chạy tiếp theo, nó biết là hộ chiếu không, không khớp ạ. Có thể như vậy, tài khoản bị khóa, mọi người phải liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng và biết cái tài khoản ID và để họ biết lý do tại sao điều đó lại diễn ra. Một số các cái câu hỏi bị lặp lại. ID card có phải là quốc tịch không ạ? ID card là nó thể là bạn là có quốc tịch gì. Nếu bạn có cái thẻ ID, ID thì bạn sẽ là có thể tạm trú. Cái ID card đấy không nhất thiết là phải nó là xác nhận quốc tịch đâu. Nếu mà chẳng hạn như là bạn sinh ra ở Ấn Độ mà bạn là có quốc tịch Ấn Độ, bạn có hộ chiếu Ấn Độ vân vân vân. Sau đó thì bạn sang Dubai để làm việc, hoặc là Ý chẳng hạn, hoặc là nước Anh chẳng hạn, thế thì chúng ta chuyển tới Ấn Độ, chuyển sang Anh thì bạn phải cần xin giấy phép lao động, mà sau đó thì bạn sẽ có cái visa hộ chiếu, và một số nước sẽ không đưa ID, một số nước thì có đưa cái thẻ ID mà sẽ xác nhận là bạn có quyền sống ở đấy, nhưng không xác nhận là bạn có quốc tịch. Tức là cái giấy nhận mà xác nhận cái quốc tịch của bạn thì đó là cái hộ chiếu mà bạn được phát ạ. Chúng ta có câu hỏi từ Luân tiếng Nga, ta có thể cho mọi người nếu mà bạn có cái tên tương xứng cũng như là bị trùng khớp với cái tên của những nhà chính trị nổi tiếng. Nếu mà bạn bị trùng khớp thì bạn sẽ viết là không, nhưng bạn phải bình luận tên họ tôi giống nhà chính trị này, nhưng mà chúng ta không có bất cứ cái mối liên hệ họ hàng nào, thì một cách tự động thì lúc đó thì các bạn bạn sẽ không xem xét một cách chi tiết thì nó có thể diễn ra được mà nó bị trùng. Tôi bảo tôi đúng tôi bị trùng tên, nhưng mà chúng ta không có liên hệ như thế nào cả, chúng tôi cũng không phải là họ hàng. Thế như là hết rồi. Hai, chúng ta sẽ có thuyết trình và hãy mời người của mình mà 3 giờ theo giờ Moscow, ta sẽ có presentation các cái cơ hội của Google Pay, ta sẽ kể về Google Pay tại sao nó lại thành lập để làm gì, nó cần cho chúng ta để này làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được tiền và phát triển ở Google Pay. Mọi người hãy mời tất cả mọi người và hãy tự tham gia. Chúng ta hy vọng là ngày mai sẽ gặp được tất cả mọi người, và tôi chúc mọi người một cái ngày tốt. Và có thể biết đâu Eden muốn nói cái gì đó thì sao, không tôi cũng chả biết nói tại sao chúng tôi bây giờ để tôi nói qua nhé. Thẻ thẻ bài ạ, đang bây giờ đang test, đang chúng tôi đang tra lại ở một số các cái kênh để là cái thẻ này thì đang vẫn hoạt động với trạng thái là thử nghiệm, thì mọi người có thể xem được nó đẹp đẽ, nó đẹp như thế nào trong tương lai. Thì hôm tới thì chúng tôi sẽ có thể gửi được cho mọi người, chúng tôi hy vọng là vậy, một cách vật lý nhưng mà gửi gửi bảng thực, nhưng mà châu Âu trước tiên, châu Âu sau đó sẽ các nước khác. Thôi thì tôi kết thúc ở đây phép, và hôm nay chúng ta gặp giờ này, tuần sau y như giờ này, nhưng mà ngày mai mọi người đừng có quên, mọi người chúng ta cũng có liên lạc về việc cơ hội của Global Health Pay. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người tuần sau.